Các cuộc đàm phán mới nhất hướng tới một hiệp ước toàn cầu nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa đang được tổ chức tại thủ đô Nairobi, Kenya. Đây là vòng đàm phán thứ 3 về hiệp ước toàn cầu chống rác thải nhựa, như là vòng đàm phán đầu tiên xem xét các văn bản dự thảo hiệp ước. Hội nghị được kỳ vọng sẽ đặt những viên gạch đầu tiên cho nỗ lực toàn cầu chống rác thải nhựa đang tác động sâu sắc đến môi trường, hệ sinh thái trên toàn cầu. Phát biểu khai mạc đàm phán, Chủ tịch Ủy ban đàm phán liên chính phủ cảnh báo ô nhiễm nhựa gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với môi trường, sức khỏe con người và sự cân bằng mong manh của hành tinh. Trong khi đó, Tổng thống nước chủ nhà Kenya mô tả ô nhiễm nhựa là mối đe dọa hiện hữu đối với mọi sự sống trên hành tinh. Để giải quyết ô nhiễm nhựa, nhân loại phải thay đổi. Chúng ta phải thay đổi cách tiêu dùng, cách sản xuất và cách xử lý rác thải. Đây là thực tế của thế giới chúng ta. Thay đổi là không thể tránh khỏi. Hiệp ước này, công cụ mà chúng tôi đang thực hiện, là quân domino đầu tiên trong sự thay đổi này. Chúng ta cần sử dụng ít nguyên liệu thô hơn, ít nhựa hơn và không có hóa chất độc hại. Chúng ta cần đảm bảo rằng chúng ta sử dụng, tái sử dụng và tái chế tài nguyên hiệu quả hơn, cũng như xử lý an toàn những gì còn sót lại. Năm 2022, khoảng 175 quốc gia đã nhất trí sẽ ký kết một hiệp ước của Liên Hợp Quốc vào năm 2024 nhằm giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên đại dương, trôi nổi trong khí quyển và xâm nhập vào cơ thể động vật và con người. Mặc dù có sự đồng thuận rộng rãi về việc cần có một hiệp ước, nhưng vẫn có những ý kiến trái chiều với những nội dung nên có trong hiệp ước này. Khoảng 60 quốc gia đã kêu gọi áp dụng các quy tắc ràng buộc nhằm giảm thiểu việc sử dụng và sản xuất nhựa được làm từ nhiên liệu hóa thạch, một biện pháp được nhiều nhóm môi trường ủng hộ. Tuy nhiên, đây không phải là quan điểm nhận được sự đồng thuận của nhiều nền kinh tế sản xuất nhựa. Các nhóm môi trường cho rằng, sức mạnh của hiệp ước phụ thuộc vào các cam kết của các chính phủ đối với việc hạn chế và giảm dần việc sản xuất nhựa. Rác thải nhựa gây ra ô nhiễm môi trường, tạo ra các hệ lụy về đời sống. Bên cạnh đó, nó cũng tạo ra các gánh nặng về chi phí, đặc biệt là với các quốc gia thu nhập thấp và trung bình. Một báo cáo mới của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên cho biết chi phí thực sự của nhựa đối với môi trường, sức khỏe và nền kinh tế có thể cao hơn gấp 10 lần đối với các nước thu nhập thấp, mặc dù lượng tiêu thụ nhựa bình quân đầu người ở các nước này chỉ bằng 1/3 so với các nước có thu nhập cao. Tại bãi rác ở thủ đô Nairobi của Kenya, nhìn đâu cũng thấy nhựa. Báo cáo của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về những chi phí tiềm ẩn của tình trạng ô nhiễm này. Bạn có thể tưởng tượng một quốc gia như Kenya nằm trong nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình thấp, phải chi từ 150 đến 200 đô la Mỹ để quản lý 1 kg nhựa, so với một quốc gia phát triển giàu có chỉ cần chi 19 đô la Mỹ để quản lý 1 kg nhựa. Và quan trọng nhất, Kenya thậm chí còn không được tham gia vào các cuộc đàm phán liên quan đến thiết kế hay hạn chế việc sản xuất các sản phẩm nhựa. Báo cáo cũng xác định ba bất bình đẳng về cơ cấu làm tăng tác động lên các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Thứ nhất, các quốc gia này có ảnh hưởng tối thiểu đến các quyết định sản xuất và thiết kế các sản phẩm nhựa, chủ yếu được sản xuất ở các quốc gia có sản lượng nhựa dồi dào và bởi các công ty đa quốc gia có trụ sở chính ở nơi khác. Rất nhiều quyết định xung quanh việc sản xuất và thiết kế nhựa thực sự được quyết định ở các quốc gia xa xôi, các quốc gia giàu có hơn, và sau đó tác động trên thực tế sẽ được cảm nhận nhiều hơn ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Bất bình đẳng thứ hai được nhấn mạnh là tốc độ sản xuất nhựa nhanh chóng, đặc biệt là nhựa sử dụng một lần, vượt quá nguồn lực tài chính và kỹ thuật sẵn có để quản lý chất thải ở các nước thu nhập thấp và trung bình. Bất bình đẳng thứ ba được báo cáo nhấn mạnh là thiếu cơ chế công bằng để buộc các quốc gia và công ty phải chịu trách nhiệm về hành động đối với ô nhiễm nhựa. Trước tình hình này, các quốc gia trên thế giới đang nỗ lực đẩy mạnh đầu tư vào năng lực tái chế rác thải nhựa. Tuy nhiên, bài toán đặt ra là những bất cập về kỹ thuật, tài chính nhằm mở rộng quy mô và giải quyết các thiếu sót về cơ sở hạ tầng, phục vụ cho tái chế nhựa.